Vâng, như vậy thì chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền hình Media 68 bóng đá phố miền Tây. Hiện tại thì chúng ta đã có mặt tại sân bóng đá Mini 997 để cùng nhau đón chờ xem trận đấu chung kết trong giải bóng đá vô địch sân nằm HL An Giang Cup. Hoàng Tuấn FC cùng với đó là các cầu thủ 25 FC đã sân trong trận thi đấu này. Thì các cầu thủ như vậy thì đã có bàn thắng sớm mở tỷ số dành cho các cầu thủ Hoàng Tuấn FC rất nhanh trong trận đấu này thôi. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía ảo Pin. Cơ hội phản công sẽ thuộc về các cầu thủ Hồng Lãm FC. Một cú dứt điểm từ xa nữa, nỗ lực tung đa một cú dứt điểm. Thì lý bóng tốt của các cầu thủ bên phía Hoàng Tuấn FC. Như vậy thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ áo cà. Xin lỗi các bạn, các cầu thủ áo vàng. Đường chuyền trước đó của thủ thành thắng được. Xin lỗi các bạn, đó là Vương De Gea. Đường chuyền không qua được cầu thủ mang áo số 7. Để tiếp tục là một cú dứt điểm nữa. Các bóng tốt của các cầu thủ bên phía Hoàng Tuấn FC. Thêm một cú dứt điểm nữa. Đường chuyền ra biên đã không có được sự kiểm soát bóng tốt của cầu thủ mang áo số 6, đó là Hoàng Anh. Thêm một pha phát bóng dài lên phía trên nữa, cơ hội đã mở ra. Cơ hội vẫn đang được tiếp tục triển khai dành cho các cầu thủ Hoàng Tuấn FC. Thêm một cú dứt điểm nữa, lại là một cú dứt điểm tiếp theo. Một đường chuyền dọc biên lên phía trên dành cho những pha hỗ trợ lẫn nhau quá ăn ý của các cầu thủ bên phía Hồng Lam FC. Như vậy thì Thanh Liêm sẽ tung ra một cú dứt điểm. Pha cản phá tốt của đội thành bên phía các cầu thủ Hoàng Tuấn FC. Rất nguy hiểm cho cầu thủ bóng vừa rồi. Đây sẽ là pha phản công tiếp theo. Đội hình của các cầu thủ bên phía Hồng Lam FC cũng đã băng lên hết. Như vậy thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Hồng Lam FC. Sau những nỗ lực vừa rồi thì cuối cùng thì cầu thủ mang áo số 19 đó là Phúc Thọ cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho đội bóng của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha bóng trước đó. Và các bóng của các cầu thủ áo vàng. Một pha bóng rất căng, tuy nhiên thì đáng tiếc bóng vừa rồi đã chạm vào cột chọc. Các cầu thủ của chúng ta cần phải điềm tĩnh hơn, tránh nhận những thẻ phạt khá đáng tiếc. Đường chuyền ra đến cho Thanh Liêm. Một cú dứt điểm của Thanh Liêm. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Hồng Lam FC. Tỷ số của trận đấu đã được trở về và xuất phát. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi lại pha bóng trước đó của Thanh Liêm. Cầu thủ mang áo số 4 đó là Thanh Liêm, giúp cho các cầu thủ áo đỏ đã đưa trận đấu trở về và xuất phát. Khoảng trống nào mở ra nữa. Những pha lăn xả kịp thời của một pha lấy đà rất xa, một pha lấy đà rất giống như Ronaldo. Đối mặt thủ thành, cú dứt điểm rất căng của các cầu thủ bên phía Hoàng Tuấn FC. Có tình huống dứt điểm trước đó là của cầu thủ mang áo số 22, đó là Văn Sơn. Và đá phạt tiếp theo không vượt qua được hàng rào của các cầu thủ áo vàng. Và mặt bóng khá nguy hiểm, không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ áo vàng. Cú dứt điểm thẳng của Thanh Liêm. Bàn thắng của cầu thủ mang áo số 4 Thanh Liêm rất tuyệt vời. Tỷ số của trận đấu đang là 3-3. Phản công sẽ thuộc về cho các cầu thủ. Bây giờ phản công sẽ thuộc về dành cho các cầu thủ Hồng Lam FC. Không có được điểm chạm của Thanh Liêm. Qua đăng tiên khi bỏ lỡ pha bóng vừa rồi.
Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Hồng Lam FC. Một tình huống vàng lý nhà của các cầu thủ bên phía Hoàng Tuấn FC rất bất ngờ trong trận đấu này. Vàng lý nhà khá đáng tiếc của cầu thủ mang áo số 9 bên phía các cầu thủ Hoàng Tuấn FC. Bóng mạnh lên phía trận của Thành Liêm. Trong những lúc như thế này, những lúc này thì chúng ta cũng đã đó coi kết lại trận đấu này. Chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Hồng Lam FC. Như vậy thì chức vô địch cũng đã thuộc về các cầu thủ áo đỏ.